chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 6 tháng 9 của Dushavina. Bản tin trưa hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh thành và vận hành thương mại nhà máy nhiệt điện Nghi Sương 2. Tổng kết chương trình đào tạo STEP lần thứ 8. Giải vô địch bóng đá nội bộ của nhà máy Quater năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau hơn 4 năm xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn điện Nghi Sương 2 và chủ đầu tư là tập đoàn Marubeni Hàn Quốc, tập đoàn Kepco và công ty Tohoku Nhật Bản vừa tổ chức lễ khánh thành và chính thức đưa vào vận hành thương mại nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sương 2 trong ngày 28 tháng 8 vừa qua. Tham dự buổi lễ khánh thành có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam và đông đảo các lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Tham gia vào dự án trọng điểm này, Dushavina đã cung ứng tổng cộng hơn 31.000 tấn các thiết bị áp lực lò hơi, kết cấu thép, đường ống dẫn khí và ga, phiệu chứa than, kết cấu hệ thống tường đỡ lò hơi và một số phần phụ trợ khác. Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, khiến giá nguyên vật liệu tăng cao cũng như vận chuyển khó khăn, nhân lực hạn chế, nhưng Dushavina đã luôn nỗ lực để duy trì mạch sản xuất ổn định và cung ứng thiết bị đúng tiến độ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và vận hành nhà máy theo đúng kế hoạch đề ra. Nhà máy nhiệt điện Nghi Sương 2 đi vào hoạt động sẽ cung cấp thêm 7,8 tỷ kWh điện hàng năm vào lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu dân sinh cho khoảng 6 triệu hộ gia đình. Thưa các bạn, 20 học viên của chương trình Tư duy chiến lược thông qua giải quyết vấn đề lần thứ 8 đã hoàn thành và báo cáo bài tập ứng dụng Mini Project cũng như nhận chứng nhận hoàn thành khóa học tại lễ tổng kết diễn ra vào ngày 24 tháng 8 vừa qua. Chương trình tư duy chiến lược thông qua giải quyết vấn đề gọi tắt là STEP được triển khai từ ngày 29 tháng 6 dành cho 20 học viên. Các học viên có 3 ngày học lý thuyết, làm bài tập tình huống tại lớp và 4 tuần thực hành mini process. Bằng cách vận dụng các kiến thức đã được học liên quan đến 7 bước giải quyết vấn đề để tìm ra các giải pháp, chiến lược thực hiện một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Tại lễ tổng kết, các học viên của 4 nhóm đã lần lượt trình bày bài báo cáo ứng dụng với 4 chủ đề trọng tâm như làm thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu thừa từ dự án sau khi kết thúc chế tạo, làm thế nào để giảm thiểu 10% chi phí thuê ngoài và kiểm soát những rủi ro liên quan, làm thế nào để tối ưu hóa không gian bố trí, quy trình quản lý sản xuất tại bộ phận painting và packing, và làm thế nào để tăng tỷ lệ NDE, RT đáp ứng yêu cầu khách hàng của dự án Samsung Baibin. Việc hoàn thành chương trình này đã giúp các học viên tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích và vận dụng các phương pháp giải quyết vấn đề thường hay gặp phải trong công việc và trong cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Liên tục chương trình, mời các bạn đến với các trận đấu của các cầu thủ thuộc nhà máy Quater tranh giải bóng đá nội bộ Cúp X7 năm 2022 diễn ra vào ngày 20 tháng 8 vừa qua. Và sau 4 trận tranh tài sôi nổi, chiến thắng đã thuộc về đội Office. Giải đã thu hút hơn 90 thành viên tham gia thi đấu, cổ vũ cho 4 đội gồm Production 1, Production 2, Process và Office. Trải qua 40 phút thi đấu, 2 trận vòng loại, đội Office và Production 1 đã lần lượt đánh bại đội Production 2 và Process để giành 2 vé bước vào chung kết. Trận tranh 3-4 giữa đội Process và Production 2 diễn ra khá sôi nổi. Sở hữu dàn cầu thủ nhỉnh hơn đội bạn nên đội Production 2 đã giành chiến thắng 5-3 và nắm giữ tấm huy chương đồng. Trong khi đó, hai đội Office và Production 1 cũng có một màn đỏ xuất hết sức gay cấn, không hổ danh là hai đội bóng xuất sắc nhất của mùa giải khi cầm hòa 1-1 sau 40 phút thi đấu chính thức. Điều đó đã buộc hai đội bước lên chấm đá penalty. Kết quả Office chiến thắng sát sao 3-2 nhờ pha kết thúc sát bén của tiền đạo Thanh Sơn. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho các chàng trai của đội Office. Production 1 đạt giải nhì, Production 2 mang về giải ba và giải phong cách được trao cho đội Process. Danh hiệu vua phá lưới thuộc về tiền đạo Anh Quyết, Production 2 và Thanh Trung, Office nhận giải cầu thủ xuất sắc. Với khẩu hiệu Watershop tăng tốc, bứt phá, làm chủ tương lai, cùng với tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ đã tạo ra một giải đấu thành công, mang đậm tinh thần đoàn kết và giao lưu.
Bản tin trưa hôm nay của Dushavina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn cùng truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dushavina DVTV V13 ngày 60. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những tin tức về Dushavina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Dushavina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.